Mặc dù không được kỳ vọng như bom tấn báo thù của Liam Neeson, nhưng Chứng Nhân Hoàn Hảo lại bất ngờ đánh bại siêu phẩm này, mang đến cho khán giả một câu chuyện đầy ý nghĩa và không kém phần kịch tính. Vài năm trở lại đây thì điện ảnh Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều tác phẩm khuynh đảo phòng vé như 7 thi thể, Em sẽ đến cùng cơn mưa, Thử thách thần chết 1 và 2. Và với tác phẩm Chứng Nhân Hoàn Hảo mới đây nhất, khán giả sẽ có dịp gặp lại nữ vệ thần xinh đẹp Đốc Trung trong vai nữ chính Yu. Chứng Nhân Hoàn Hảo là câu chuyện về hành trình đi tìm sự thật của luật sư Yang Sun-ho khi được nhận bào chữa cho một vụ án vô tình giết người, và nhân chứng duy nhất của vụ việc là một cô bé 16 tuổi bị tự kỷ ở nhà đối diện, Im Ji-woo. Yang Sun-ho là một luật sư tài năng, thế nhưng gánh nặng về người cha già mắc bệnh đáng trí và những khoản nợ do cha anh đứng lên để bảo kê cho bạn bè đã khiến cho luật sư luôn phải không ngừng làm việc để kiếm tiền trả nợ. Thậm chí cư dân mạng còn có người gọi Sun-ho là con quỷ hút máu người vì anh đã đứng ra bảo kê những hành động gây hại cho dân thường của những tập đoàn lớn. Lần này thì anh nhận được nhiệm vụ phải bào chữa vô tội cho bị cáo Omiran, cô giúp việc bị khởi tố giết chủ nhà đó là ông Kim, song Omiran lại phủ nhận toàn bộ tội danh trên. Im Ji-woo là một cô bé mắc chứng tự kỷ từ khi còn rất nhỏ, song lại được trời phú cho trí thông minh tuyệt đỉnh, khả năng ghi nhớ siêu cao và đôi tai cực thính. Cô bé khẳng định rằng ông Kim đã bị Omiran giết chết, song không ai tin lời của Ji-woo ngoại trừ mẹ của cô bé và đại diện công tố viên. Anh này thì cũng có một người anh trai mắc chứng tự kỷ. Chứng Nhân Hoàn Hảo mang đến cho khán giả một câu chuyện rất hấp dẫn. Nó phản ánh đúng thực trạng của xã hội hiện nay khi mà chuẩn mực đạo đức dần bị đồng tiền điều khiển. Những con người trà đạp lên lương tri của con người trong bóng tối lại được tung hô ngoài ánh sáng. Sun-ho vốn là một luật sư với bản tính lương thiện, luôn muốn làm điều tốt, nhưng sự nghiệp của anh mãi dẫm chân tại chỗ chỉ vì không chịu nhúng chàm như những đồng nghiệp khác. Có lẽ rằng Sun-ho cũng không thể giữ được nguyên tắc của mình nếu như không có cuộc gặp gỡ với Ji-woo. Với Ji-woo, cô bé luôn sống trong thế giới của riêng mình, không muốn giao tiếp với bất cứ ai ngoài cha mẹ và bạn thân. Trong thế giới của Ji-woo, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi bị bạn thân phản bội, và lúc này thì câu hỏi của cô bé đối với Sun-ho, chú có phải là người tốt hay không, nó đã khiến cho không chỉ những người trong cuộc mà cả khán giả phải bàng hoàng. Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác luôn có những thứ mà con người sẽ phải đánh đổi, Sun-ho cũng vậy. Nhiều cô bé Ji-woo ngây thơ dám đứng lên để bảo vệ sự thật đã giúp anh giữ được bản ngã của mình, đưa nghề luật sư trở về ý nghĩa thực sự ban đầu của nó. Tác phẩm này đưa khán giả đến gần hơn với thế giới của căn bệnh tự kỷ, giúp người xem hiểu rõ rằng tự kỷ không phải là những người khác thường, mà họ là những người đặc biệt có trí tuệ, cảm xúc và những nguyên tắc của chính mình. Thậm chí thì có những đứa trẻ tự kỷ thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Người tự kỷ không khó gần nếu chúng ta thực sự mở lòng mình và sẵn sàng bước vào thế giới của họ để giao tiếp cùng họ. Cùng với đó là những thông điệp đầy giá trị về tình cảm gia đình. Ji-woo không thể hòa nhập với cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng cô bé lại có một người mẹ trên cả tuyệt vời. Người mẹ chưa từng nghĩ rằng nếu như Ji-woo may mắn không tự kỷ, mà luôn nghĩ rằng nếu Ji-woo không tự kỷ thì đó không phải là Ji-woo của tôi nữa. Sun-ho thì cũng có một người cha tuyệt vời, dù ông luôn càm ràm về chuyện kết hôn của người con trai, nhưng ẩn sau hình ảnh của người cha già đó là tình yêu thương con vô bờ bến. Trái ngược với đó là sự tàn nhẫn của đứa con trai chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản mà nhẫn tâm sai khiến người khác giết chết chính người đã sinh ra mình. Và thật sự thì Chứng Nhân Hoàn Hảo là một bộ phim tâm lý với những thông điệp đầy ý nghĩa. Cùng với đó là hành trình đi tìm chân tướng sự thật đầy căng thẳng và kịch tính. Cú twist cuối cùng chắc chắn sẽ khiến các khán giả hả hê với đòn đáp trả của Sun-ho về sự thật và lương tâm của con người. Ngoài ra thì đạo diễn cũng khéo léo lồng ghép vào đó những tình huống hài nhẹ nhàng, giúp cho khán giả có những giây phút thư giãn thú vị trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đảm nhận vai luật sư Sun-ho, nam diễn viên Yoon Ho Sung lên một lần nữa khiến cho khán giả phải thán phục bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Anh hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh vị luật sư tài năng nhưng có phần khắc khổ và luôn phải đấu tranh tâm lý để giữ cho bản thân mình không bị sa ngã. Sự thay đổi tâm lý nhân vật được Ho Sung truyền tải trọn vẹn từ ánh mắt, nụ cười cho đến cử chỉ hay lời nói. Ấn tượng nhất trong phim chắc chắn sẽ là cô bé tự kỷ Ji-woo cho diễn viên trẻ Kim Hyang-gi thể hiện. Kim Hyang-gi thực sự khiến các khán giả phải ấn tượng với những hành động rất giống một người bị tự kỷ. Từ ngón tay lóng ngóng, đôi mắt đảo liên tục, giọng nói to dõng dạc và động thái bịt tai vì hoảng sợ. Và có thể thấy rằng nàng vệ thần ngày nào đã bỏ ra rất nhiều công sức cho vai diễn này. Ngoài ra thì các diễn viên phụ trong phim cũng rất đối ấn tượng như bố của Sun-ho, mẹ của Ji-woo, bị cáo tình nghi, công tố viên hay là bạn đại học của Sun-ho. Mỗi nhân vật đều có vai trò của mình và góp phần giúp cho bộ phim thêm hấp dẫn và thú vị hơn. Phần hình ảnh của Chứng Nhân Hoàn Hảo đều là những thước phim có màu sắc tươi sáng, mang đến cảm giác thoải mái cho khán giả khi xem phim. Hỗ trợ đắc lực cho phần hình ảnh là hệ thống âm thanh nổi được xử lý tốt, những tiếng động như tiếng kính vỡ loảng xoảng hay tiếng giày cao gót trên mặt sàn, tiếng bật nắp lon nước uống hay là tiếng chó sủa đều tác động mạnh đến thính giác của khán giả. Nhờ vậy tác phẩm càng trở nên cuốn hút hơn. Chứng Nhân Hoàn Hảo là tác phẩm điện ảnh rất tốt và nó xứng đáng trở thành sự lựa chọn giải trí của các bạn trong tuần này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên subscribe kênh YouTube của Rạp Chiếu Phim. Và mình sẽ còn quay trở lại trong những tác phẩm còn lại trong tuần này. Xin chào!